Ngày 26 tháng 3, Chúa Giêsu ẩn dấu. Tôi không biết bao giờ bạn có thể đi vào mầu nhiệm Thiên Chúa mặc khải nơi Đức Giêsu, cho đến khi bạn ngộ ra rằng phần lớn cuộc đời Chúa Giêsu là ẩn dật. Ngay cả những năm công khai của Ngài vẫn là vô hình đối với hầu hết mọi người. Trong khi đường lối thế gian nhấn mạnh đến công khai, nổi tiếng, phổ biến và phô diễn tối đa, thì Thiên Chúa lại thích hoạt động kín đáo. Bạn phải để cho mầu nhiệm kín ẩn của Thiên Chúa ẩn danh, chìm sâu vào trong ý thức của bạn. Bởi nếu không thì bạn đang không ngừng nhìn vào mầu nhiệm đó theo nhãn quan sai lầm. Dưới nhãn quan của Thiên Chúa, những điều thực sự quan trọng là hiếm khi diễn ra ở nơi công cộng. Ta thường tập trung mọi sự chú ý của mình vào những người quyền cao chức trọng và các hoạt động của họ, vào hội nghị bình an và vào các cuộc biểu tình. Thế nhưng chính những người hoàn toàn vô danh, cầu nguyện và hoạt động trong thầm lặng lại là những người một lần nữa được Thiên Chúa nhậm lời để cứu chúng ta khỏi bị hủy diệt.